Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70. Các bạn ơi, hôm nay thứ sáu rồi, ngoài trời mưa gió, ẩm thấp, chán lắm. Ở nước ngoài, ở châu Âu ấy, cuộc sống nó đã buồn rồi. Ngày cuối tuần thì lại buồn thiểu, buồn thiêu ấy. Nó lại bình thường nó đã buồn, thì nó còn mưa gió, trời ơi, buồn thối ruột. Việt Nam mình hay có cái câu ví là buồn thối ruột. Thì mình lại chia sẻ với các bạn về cái câu chuyện buồn thối ruột. Vừa mới hôm qua mình mới nói với con gái mình là sau một thời gian trôi nhanh quá, vừa mới ngày nào mà mẹ đã sắp xỉ 70 rồi, nhanh thật đấy. Mà ngoảnh lại thì đúng là cả một đời người mẹ không được nhờ đàn ông. Nhiều lúc nghĩ lại mẹ thấy mẹ cũng tiếc, bởi vì con vật nó còn có đôi, huống hồ con người. Mà mình mới chia sẻ với con mình là với chồng ấy thì đã không được nhờ rồi, khi mà bước chân ra đi ấy, bao nhiêu người ta nói là lúc ở nhà với chồng khổ sở như thế mà đi mà không đổi đời cho mình, mà tự mình vẫn buộc mình vào cái con đường khổ. Và lúc mình ở cái tập thể mà sang lao động thì có những đứa nó cũng nói mình là lúc nó ở nhà nó đã khổ rồi, nhưng mà nó sang đến đây lại tự nó làm khổ, nó tự làm khổ là như thế nào mình sẽ phân tích cho các bạn nghe nhé. Con cái ở Việt Nam mà mình thì mình thương con suốt ngày đấy. Vừa mới sang được một tháng tiếng tăm thì chưa biết, đã đi làm quen với Tây để lấy số đo, tìm bằng mọi cách để kiếm tiền gửi về cho con, thương con lắm. Mà lúc nào cũng nghĩ đến con, không có ăn chơi, không chơi bời. Những người khác người ta chơi bời cuối tuần nhưng mình không có chơi bời, thì mình mới nhận được cái câu nói như thế. Rồi có rất là nhiều cơ hội mà mình bỏ lỡ cơ hội, bây giờ nghĩ lại cũng tiếc. Mình nói với con mình là nếu như bây giờ cho làm lại thì có lẽ mẹ không chọn con đường này. Khi mà bức tường Berlin đổ, Đông Đức và Tây Đức sáp nhập, không còn xí nghiệp đã xóa bỏ hợp đồng, không còn nữa. Và ai thích về nước thì nhà nước Đức người ta sẽ đền bù cho 3.000 và người ta mua vé máy bay cho về. Còn ai ở lại thì ngày đấy là người ta cho ở lại nè. Cái lúc đầu ấy, luật là ở lại tự kiếm sống, không hưởng gì của nhà nước, thì người ta sẽ cho ở hết hợp đồng, vì sang hợp đồng lao động 5 năm mà các bạn. Và sau đó thì mình đã ở lại, và lúc cái cuộc sống rất là buồn, buồn và cô đơn. Đội của mình ấy là hơn 80 người ở lại. Hơn 80 người, người ta về hết, còn có 4 người. 4 người thì 3 người, ba hai cháu mà nó còn trẻ thì nó có bạn trai, còn một người thì có bồ. Riêng mình không có. Rất là buồn. Và mình chính ấy, là vợ chồng không hạnh phúc, mình chán mình ở lại thôi, chứ cũng không nghĩ là ở lại để mà kiếm tiền. Mình ngốc lắm. Rồi cái xí nghiệp của mình là nó cách ở chỗ mình đây bây giờ ấy, là cách 100 cây, thì mình vẫn ở lại là mình tự buôn bán, và cuối tuần là mình sẽ về Magdeburg, về ở nhờ một cái anh bạn đấy, một anh đấy, mà anh đấy thì anh cặp với một cái cô cũng chạc tuổi mình, thì mình về đến mình ở nhờ. Và khi mà trên đường đi về ấy, thì mình ngồi chờ tàu, thì ngồi chờ thì có một người Đức, người ta đi xe vào, tạt vào, người ta hỏi mình là mày đi về đâu, mình bảo mình về Magdeburg. Thì đi lên xe, anh ấy chở, mà các bạn có biết không, cái thời đấy nhé, người Đức phải rất là giàu và có trí
thì mới có cái xe gọi là cái xe Trabi, mà ai muốn có cái xe Trabi là phải đăng ký trước 5 năm, 10 năm thì mới có. Và cái Lada của Nga là quá giàu, thì ông này có cái Lada, ông vào ông chở mình. Và trên đường đi thì ông ấy hỏi mình là có cưới không, mình nói là mình có cưới. Bởi vì những người như thế là người ta thật sự có cưới, là người ta không dây nữa, không có đám cưới thì người ta sẽ tìm hiểu làm quen và có thể là lấy nhau. Thì mình nói là có cưới, thế là ông không chở nữa. Và ông ấy đưa mình ra ga đấy, ra Bahnhof, và ông bảo mình là đấy, mày mua vé đi về Magdeburg. Đấy là một cái cơ hội nhé, cũng rất là phí. Rồi sau này, cái năm cũng là tầm năm 90, 91, 92 gì đó, thì có hai người Việt Nam. Một người là cũng ở cái đó cách chỗ mình hơn chục cây, đến tận nhà luôn, định mai mối cho mình. Nhưng mà mình bảo không, mình có chồng có con, mình không bỏ chồng. Thế là người ta thôi, cũng là một cái cơ hội. Nếu như vào bạn khác nhé, thì có thể các bạn ấy phất luôn, đúng không các bạn? Nhưng mình dại, mình không không nghe. Và sau đó thì một người nữa nói với mình là có muốn bán hàng ở trong cửa hàng không. Người cái thời đấy mà bán trong cửa hàng là khá lắm rồi, đầu óc lắm rồi, đúng không các bạn? Còn mình thì đi bán rong, bán rong ở các chợ vất vả lắm. Thì người ta nói là có muốn đi đi bán hàng ở trong cửa hàng không, phải bán rong không? Mình cũng không đấy, bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội. Rồi khi mà mình sáng ra mình đi chợ thì anh bạn người Đức chạy sang tận cổng đón, bảo là tao muốn lấy người Việt Nam, mày có giấy giới thiệu cho tao người Việt Nam không? Thì mình bảo là tao không biết, mày vào trại tị nạn mà tìm. Đấy, những người khác như thế là người ta rất nhiều cơ hội, nhưng mà mình bỏ lỡ. Và về sau này có những người, người ta cũng thích mình thật sự, nhưng mà mình cũng cứ điều kiện, rồi mình chê bai người ta, rồi mình không hợp, rồi nọ kia, rồi bảo người ta là phải quý con quý cháu của mình thì mình mới ưng, rồi cái gì rồi người ta nuôi mèo mình cũng không thích, chê bẩn chê rụng lông các kiểu. Rồi còn cái gì nữa nhỉ, nhiều lắm. Còn có người là người ta đi tìm thật sự, những người đấy là người ta tìm thật sự, không phải người ta chơi bời đâu các bạn. Đấy là người ta rất là cần mà người ta không biết tìm ở đâu được. Trông ông ấy cũng, nói cho đúng thì cũng là tương xứng với mình, cũng già già, tay cầm cái chìa khóa ô tô đi, cứ đi đi tìm đi, xong rồi đi, mình đi đến đâu đi theo ông đấy, nhưng không nói, ông không dám nói, ông không nói. Thì nếu như những người khác mà nhanh nhạy ấy, là người ta làm quen ấy, người ta muốn thì người ta làm quen, nhưng mà mình không biết làm quen, mình không biết, thế là sao thôi đi. Xong sau mình rẽ xuống sông bờ sông, thế nào ông thôi không theo nữa. Thì về sau có một cái cô khác, cô ấy cũng gặp như thế, thì ông ấy làm quen nhưng mà cô ấy cũng không đi. Thì về sau mình nghĩ mình dại, ông ấy nhìn rất là ok, nghĩ mình dại và giá kể mình cái làm quen, thì biết đâu rất là nhiều người mà mình bỏ lỡ cơ hội. Và đến bây giờ ấy, mình chia sẻ với con mình ấy là tại sao mẹ dại đấy, mẹ không, mẹ bỏ lỡ cơ hội rất là nhiều. Mẹ mình rất nhiều người bảo mẹ là ở nhà với chồng, với mẹ chồng khổ như thế mà sang đây không tính, giá kẻ mà mẹ tính, mẹ để hai đứa ở nhà thì có thể bố con với bà con đầu độc, thì hai đứa rất là ghét mẹ. Nhưng mà mẹ nghĩ ghét cũng không sao, nếu như ghét lúc đấy mẹ cho tiền, cho nhà, cho xe thì có thể là vì đồng tiền thì sẽ quý thì sao. Thì nó nói là có thể có, nhưng mà nó cũng chỉ là giả tạo thôi, chứ bởi vì không ở mà lớn lên một cái nó đã bị đầu độc rồi, thì nó ác cảm, mà nó chỉ là vì đồng tiền thì nó chỉ thương từ đầu lưỡi thôi. Thì nó nói cái đấy rất là thật sự, rất là đúng, đúng như mình nghĩ luôn. Nhưng mà mình nói là, nhưng mà như thế cũng không quan trọng bằng, ví dụ như là mẹ ok, mẹ cho hai đứa ở nhà an phận rồi,
mẹ lấy một ông chồng khác, có cuộc sống mới, đẻ thêm một hai đứa con nữa, mẹ có hạnh phúc. Và biết đâu đời mẹ bây giờ nó khác, nó không không như thế này. Các bạn có biết đời đời mình như thế này nào? Càng về già càng thấy buồn, mà các bạn nào chưa vào cái ngưỡng cửa này, các bạn không hình dung nổi thì các bạn xem video của mình. Và bạn nào bị cái trường hợp này thì các bạn có thể là chạy trước đi. Trước đây bà chị gái mình bỏ nhau, chị không lấy chồng. Mình bảo chị là lấy bỏ nhau mà không lấy chồng chả tội gì, em mà bỏ nhau này em sẽ lấy. Cuối cùng mình bỏ rồi mình cũng không lấy được, hay là cái số thì cũng không biết, hay là mình khó tính quá, mình cái kiểu như là mình điều kiện quá nên là mình không có được người hợp ý. Nhưng mà cái cơ bản là mình ham làm tiền quá, không có muốn bỏ thời gian ra để mà vì có bạn là phải mất thời gian rồi. Thế và mình bảo như thế thì con mình nó bảo thì cũng đúng, nhưng mà nó cũng bảo là nhưng mà cái gì cũng thế, có thể là mẹ có nhưng mà chưa chắc đã sướng bằng ở một mình. Ở với nhau nay cãi nhau mai cãi nhau không hợp, cái gì nó cũng chỉ được một thứ thôi. Thì đúng là như thế đấy, cái gì cũng chỉ được một mặt chứ không phải được trọn vẹn tất cả. Và càng ngày càng về già thì càng thấy cuộc sống nó buồn mà nó cô đơn. Thì nghĩ lại quá khứ mình thấy tiếc, và mình nói với con mình giá kể bây giờ được làm lại mẹ sẽ khác, mẹ sẽ không thế này. Các bạn biết không, ở một mình nó buồn, ngay cả người Đức rất nhiều người sống một mình khi bị đột quỵ chết trong nhà không ai biết. Có những trường hợp chết bọ, có bọ cả ra không ai quan tâm, hàng xóm người ta không quan tâm, có bọ cả ra rồi mùi nó ra ngoài người ta mới biết đấy. Còn cũng có người người ta quan tâm ấy thì người ta gọi điện, mấy ngày không thấy thì người ta gọi điện cảnh sát thì đến phá cửa ra thì chết ở trong nhà đấy. Nhưng mà cái ông Tây mình quen ấy, anh của ông cũng thế, cũng chết trong nhà, hàng xóm gọi điện cảnh sát đến, rồi đến bản thân ông ấy cũng giống như thế luôn, cũng chết ở trong nhà, hàng xóm người ta gọi điện, bên cạnh người ta gọi điện, thế là cảnh sát đến phá cửa ra đấy. Thì là càng về già mình thấy cuộc sống nó càng hưu quạnh, càng buồn mà càng cần có. Nhiều người bảo già rồi sống một mình cho nó khỏe, có làm gì cho nó mệt. Đấy các bạn nghe tiếng đâu, các bạn nghe không? Mình ở một mình nó buồn đến mức độ mà mình phải để cái đồng hồ cổ này, nó thỉnh thoảng nó đánh chuông cho nó vui cửa vui nhà. Chuông của nó như chuông nhà thờ ấy. Có người đang nói chuyện với mình nghe tiếng bảo chuông nhà thờ đấy à. Nhưng thật ra không phải chuông nhà thờ, mà đây là chuông của cái đồng hồ cổ của mình đấy. Chứ nhiều người để đồng hồ cổ nhưng mà không mở đâu các bạn ạ. Cho nó chạy kêu là điếc tai. Đúng là điếc tai thật. Nhưng mà mình sống một mình thì cái đồng hồ này của mình này, 15 phút nó có một tiếng chuông, 30 phút nó có tiếng chuông, một tiếng nếu một giờ trước khi nó dạo nhạc xong nó có một tiếng chuông là một giờ, 2 giờ nó dạo nhạc xong nó đánh chuông 2 tiếng là 2 giờ, cứ như thế. Thì và có lúc nghĩ lại thấy nó buồn, cuộc sống hiu quạnh mà cô đơn lắm. Bây giờ thật ra các bạn biết không, trước đây cứ ham làm giúp đỡ chị em anh em, nhưng rồi sao, cuối cùng giúp đỡ không mang lại cái gì, toàn là vô ơn và oán hận. Giúp đỡ 10 người thì được một người tử tế thôi các bạn ạ. Đấy là mình ví dụ. Còn con cái thì mình cũng không trách, mỗi thế hệ một khác. Nó phải cơm áo gạo tiền của nó, và nó còn ít tuổi, nó chưa vào cái ngưỡng cửa như của mình, nó không hình dung được, chứ nó không thể tâm lý cho mình được. Cái đó mình cũng sẽ mình phải thông cảm, mà mình không nên trách móc nó, mà chỉ biết rằng là tự bản thân mình
trách mình không biết làm thế nào cho cuộc sống của mình nó sướng hoặc là nó yên ổn là do mình, chứ không trách ai. Cho nên mình nghĩ rằng là liệu có phải là số phận hay là mình không biết hay là mình không biết như người ta nói là chớp với thời cơ, cái gì nó đến chỉ một lần, mình không chớp lấy thì mình bỏ lỡ cơ hội là mất. Nhưng mà đến bây giờ ấy nè, nói thật với các bạn, có người á, Tây á, già thấy mình á, là còn bảo mình là mình đi nhặt vỏ chai, bảo mình là mày cần tiền, và tất nhiên tao cần tiền tao mới đi nhặt vỏ chai. Thì ông bảo tao có thể đến nhà mày 10 phút mày sẽ có tiền. Ui dồi ôi, mình nghe xong mà mình ghét thế không biết chứ. Mình nghĩ tiếng thì nó cũng không đủ lắm để mà mình nói những cái từ mà từ bớp biết, là mình không hiểu tiếng Đức gọi là cái gì. Chả nhẽ mình lại bảo là mày già rồi, mày phải có cái cuộc sống nó bình yên. Ví dụ như là già có nhau, sớm tối có nhau để chia sẻ vui buồn, rồi ốm đau động viên nhau. Chứ không phải là mày không phải còn trẻ mà mày đi đánh bớp, ăn bánh trả tiền rồi mày lại đi về. Mà mình ghét thôi rồi đấy. Từ đấy mình gặp ông ấy mình không thèm nhìn, mình không thèm trả lời. Có lúc ông ấy ngồi ông uống cái chai bia, cái chai bia bằng sành bằng sứ có 8 sen đấy. Ông cứ halo halo, ông ấy dơ lên và ông ấy làm như 8 sen đấy, như là 800 của ông ấy. Mình ghét, mình không thèm ngoảnh lại mà mình không thèm trả lời. Một cái con người nó già như thế. Cho nên là nhiều khi á, mình cứ nghĩ là những người già người ta đứng đắn chưa chắc. Những người già là người ta, nó do bản chất của mỗi người đấy các bạn. Chứ còn trẻ thì có thể là người ta cũng không đến mức độ như thế. Và bây giờ mình sẽ kể cho các bạn một hai câu chuyện. Có một cái thằng, mình không biết tuổi nó bao nhiêu mà nó người nước gì ấy, chứ nó không phải người Đức. Nhìn dáng người của nó thì nó rất là trẻ, mà nó để ý nó theo mình rất là lâu rồi, từ mùa hè năm ngoái. Nó theo mình quát, nó chạy mất dép. Xong đến cái đợt Noel vừa rồi, nó lại theo, mình cũng quát, nó chạy mất dép. Mà nó không có nói năng gì cả, mình thấy nó rất là tế nhị. Còn rất nhiều trường hợp nó thấy mình đi một mình á, nó nói thẳng quan điểm, nói thẳng vào đề luôn đấy. Nó nói thẳng là mày, kiểu nó nói nhỏ nhỏ ấp úng mà. Thằng thì nó nói thẳng là đi với nó cho tiền 50 rồi đi vào ô tô của nó có ô tô. Hoặc là thằng ấy nó bảo là mày có thể massage cho tao cái đấy không, rồi vô tâm vô duyên lắm ấy, mình ghét dã man. Gọi mình á, mình không thèm trả lời. Nó nói chưa hết câu mình đã đoán được ra rồi, mình đã phẩy tay, mình không thèm nghe, mình đi rồi. Thế còn một thằng nữa thì là nó bảo nó 40 tuổi nhưng mà nó người gì ấy các bạn ạ. Nó nói nó không biết tiếng Đức, toàn là qua Google dịch, nói chuyện qua Google. Nó bảo nó 40 tuổi nhưng mà nếu mà mình mới đi với nó thì không ai bảo nó 40 tuổi. Trông nó già, nó đen đen, nó già mà râu tóc nó bạc hết, xấu lắm. Trông nó xấu mình không cảm tình. Thì nó bảo là nó cần tìm. Thế mình hỏi là mày có vợ có con không? Nó bảo nó không có vợ không có con. Thế mình bảo thế thì mày phải tìm những người trẻ đây để mà mày cưới cho mày có con. Nó bảo không, nó không tìm người trẻ. Nó bảo nó muốn có cưới. Thế mình bảo tại sao mày muốn cưới? Thế cái giấy phép lưu trú của mày như thế nào? Nó bảo giấy phép lưu trú của tao được 3 năm. Thế mà nhiều lúc ấy, mình không muốn hỏi tại vì ấy, tiếng không biết cũng khó. Trên nhiều lúc mình cứ nghĩ mình bảo là bây giờ già cũng không, trẻ cũng không, cũng không biết như nào mà, nhưng mà đến như mình đến cái tuổi này, đến bây giờ rồi, có lẽ là hết cơ hội rồi các bạn ạ, hết hẳn rồi. Nhưng vừa rồi mình xem có một cái bà 72 tuổi cũng quen cô dâu 62 ở Cao Bằng, cũng chơi với cô đấy, cũng vào nhà cô đấy.
Bà ấy 72 tuổi nhưng nhìn vẫn rất trẻ trung mà cũng vẫn tập yoga. Quen ông 62. Thì lấy ông 62 lúc quen là con cái gia đình là phản đối kịch liệt. Nhưng mà bà ấy cứ lấy. Thì đến bây giờ thấy bà ấy chấp. Bà ấy kiểu như bằng lòng với cuộc sống của bà ấy, vui. Ông ấy bà ấy làm vườn rồi ông ấy về ông ấy phụ đỡ giúp. Chứ nhiều khi á có những con cái nó không có thông cảm mà nó không hiểu, nó chưa đến cái tuổi nó không hiểu và nó cứ phản đối. Nó phản đối nhưng nó bỏ, nó cũng không trông nom giúp đỡ được. Cho nên cứ kệ đi. Con chăm cha ông bà chăm ông, kệ đi để cho mẹ có bạn, để mẹ vui vầy tuổi già đừng có cấm đoán. Thế là bà ấy bảo bà ấy cứ lấy. Cuối cùng bây giờ rất hạnh phúc, 72 tuổi thì mình chưa đến 72 thì liệu có còn cơ hội nữa không các bạn? Ôi trời ơi, nhưng mà khó lắm các bạn ơi. Ngày xưa lấy chồng thì chẳng chọn đâu, bây giờ cứ chọn 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 nên chẳng có ai được như ý mình cả. Thì hôm nay cái video này mình chia sẻ, các bạn đừng có cười mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé, các bạn ủng hộ U70 nhé, nhớ cho nhau nụ cười nhé. Bây giờ bye bye các bạn đi, hẹn gặp các bạn video tiếp theo nhé. Bye bye.